Sự cố liên quan tới máy bay gặp nhiều nhiễu động không khí khiến một người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương của hãng hàng không Singapore Airlines. Tối qua, Singapore cho biết sẽ gửi các nhà điều tra đến thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đại diện của Mỹ và hãng máy bay Boeing cũng đang liên hệ với các hãng hàng không của Singapore và sẵn sàng hỗ trợ chiếc máy bay Boeing 777 khởi hành từ Luân Đôn nước Anh đến Singapore chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn đã đi vào vùng nhiễu động không khí nghiêm trọng. Máy bay mất độ cao đột ngột hơn 1,8 km chỉ trong vòng 5 phút khiến nhiều người bị hất văng. Hình ảnh bên trong máy bay sau sự cố cho thấy những lỗ thủng trên ngăn chứa hành lý, mặt nạ dưỡng khí và những tấm treo cửa treo lủng lẳng trên trần máy bay. Đột nhiên, máy bay ngẩng đầu lên và rung lắc. Tôi bắt đầu chú ý xem chuyện gì đang xảy ra và bỗng nhiên máy bay rơi tuột xuống. Cho nên tất cả những ai không cài dây an toàn đều bị hất văng lên trần. Hình ảnh cũng cho thấy nhiều người bị chấn thương ở vùng đầu và mặt, hành lý và thức ăn vương vãi khắp nơi. Hành khách thiệt mạng được xác định là một người đàn ông người Anh, 73 tuổi, dường như là do đau tim. Những người bị thương được sơ cứu tại sân bay, sau đó đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ở Bangkok, trong đó có 7 người trong tình trạng nguy kịch. Theo nhà chức trách Thái Lan, số người bị thương lên đến hơn 70 người. Vụ việc là lời cảnh báo cho hành khách về sự cần thiết của việc thắt dây an toàn trong chuyến bay.